Xin chào tất cả các bạn nha. Trước kia mình có cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận Bri 10 tập cần Revutu chạy trên nền tảng của Canada nha các bạn. Thì tiếp theo video này mình sẽ hướng dẫn các bạn KIC và mua tô cần phi sale các bạn. Với giá phi sale. Thì để KIC được thì các bạn nhấp vào một cryptorevu.com nha các bạn. Chỗ này nè các bạn. Thì các bạn cần đăng ký một cái tài khoản mới nha các bạn. Bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Phong phan các bạn. Đây mình đăng nhập. Rồi, các bạn lướt xuống các bạn bấm vào mục đăng ký nha tất cả các bạn. Thì tên đầu tiên các bạn ghi họ và tên của mình vào nha các bạn. Ghi trùng với giấy chứng minh nhân dân của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn quốc gia nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên iRob thì càng tốt nha các bạn. Tiếp tục thì địa chỉ Canano thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn tạo ví Canano đó các bạn, để lưu trữ những cái đồng coin chạy trên nền tảng của ADA đó các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với Suti ra nè các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào, các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ này nha các bạn. Rồi các bạn backup lại nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Sau này để mình mua token nó lưu trữ gì với Suti của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào file máy. Vì mình đã có tài khoản rồi mình đăng nhập các bạn. Mình đăng nhập các bạn. Rồi tiếp tục sau khi các bạn đăng nhập xong thì nó có một cái yêu cầu là đi tới trang hồ sơ nữa. Các bạn có thể tắt hoặc các bạn có thể KC nữa các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn KC sau để mình bấm vào tham gia ngay. Thì mã thông báo của nó bán dòng 1 với giá là 0.085 euro nữa các bạn. Cho một tô cần video nữa. Dòng 1 và dòng 2 đều đã bán hết rồi các bạn. Còn dòng 3 này nó sẽ bắt đầu sau 1 tiếng, 1 giờ nữa, 1 giờ 49 phút nữa các bạn. Thì với giá là 0.1 euro. Các bạn mua tối thiểu là từ 100 euro đến 500 euro các bạn. Thì mình thấy dòng 1 và dòng 2 nó chênh lệch không có bao nhiêu các bạn. Dòng 1 thì nó là 0.085, dòng 2 là 0.09. Dòng 3 là 0.1. Thì nó trên lệch hết 0 chấm mấy à. Rồi các bạn bấm vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn cài xe nha các bạn. Thông tin thì các bạn ghi họ và tên của mình thôi. Rồi các bạn bấm vào một tiết kiệm thì đã lưu ví của mình rồi các bạn. Rồi các bạn bấm vào gỡ dữ liệu nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Sau khi gửi dữ liệu xong thì các bạn chấp nhận điều khoản của nó nghe các bạn. Rồi bấm net nè. Rồi đây thì có nhiều hình thức KYC, Bitbore, ID card này nọ đồ. Thì mình khuyên các bạn nên Bitbore nghe các bạn. ID card chứ là giấy chứng minh nhân dân của tất cả các bạn đấy. Rồi tất cả các bạn di việc up lên giấy chứng minh nhân dân mặt trước và mặt sau nghe tất cả các bạn. Để mình up sau các bạn. Rồi nha các bạn, các bạn up giấy chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau giờ bạn, rồi bạn bấm nét nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái mục này nè các bạn. Các bạn đưa cái khuôn mặt mình các bạn quay tròn giống này nè các bạn để mình làm các bạn. Các bạn bấm vào mục I am Ri nè. Rồi nha các bạn bấm vào I am Ri rồi các bạn chọn vào máy ảnh, các bạn quay cái đầu như quay vòng tròn như hồi nãy nó làm vậy nè các bạn. Sorry các bạn đừng bấm I am Ri các bạn, nó kêu mình đối mặt với máy ảnh rồi quay vòng tròn vậy nè các bạn để mình làm các bạn. Ok, trên di động không được rồi các bạn nên chuyển qua chơi bên di tính các bạn làm theo nó anh ta các bạn. Nó cài xe trong vòng 5 phút là được việc các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình cài xe tốc cần Carito để mua tôi cần giá phi sale nên em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.